Hi, xin chào mọi người, mình là kênh Kiến thức Điện lạnh. Hôm nay mình muốn giới thiệu với mọi người một nội dung: nguyên lý làm lạnh của tủ mát mini bar và cây nước nóng lạnh dùng chip. Thì tủ mát mini bar nó có hình dạng như thế này. Nó có công dụng là làm mát, để lưu trữ, bảo quản hay làm lạnh đồ uống. Thường là dùng trong khách sạn hoặc là ở nơi nào đó mọi người hay đi cầm theo rồi vân vân vẫn được. Và hệ thống lạnh thì nó sẽ không có máy nén và không có van tiết lưu rồi vân vân, không có ga lạnh. Còn cây nước nóng lạnh mà dùng chip á, thì cây này nó có công dụng là làm lạnh và làm nóng nước uống. Làm nóng thì thường nó sẽ có cái dây điện trở để đốt nóng nước. Còn làm lạnh thì nó sẽ làm lạnh bằng một cái tấm bán dẫn. Như vậy cái nguyên lý làm lạnh của hệ thống lạnh mà dùng tấm bán dẫn này nó là như thế nào? Thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu. Thì cái máy lạnh mà dùng tấm bán dẫn này còn có một tên gọi khác là máy lạnh nhiệt điện. Thì máy lạnh này nó chế tạo theo cái hiệu ứng nhiệt điện và còn gọi là hiệu ứng Peltier. Và nó là do ông Jean-Charles Peltier, nhà vật lý người Pháp, và được phát hiện vào năm 1834. Thì người ta có thể làm một cái thí nghiệm như thế này mọi người này. Người ta có một bên là nước nóng và một bên là nước đá. Sau đó người ta dùng một cái dây sắt và một cái dây đồng nối lại với nhau. Và chính giữa thì người ta có để một cái vôn kế. Nếu nhúng hai cái dây này vào hai cái nguồn nhiệt độ nó khác nhau thì ở đây nó sẽ sản sinh ra một cái điện áp. Hoặc là ngược lại, nếu mà người ta cung cấp cho một cái điện áp thì hai đầu này sẽ, một đầu sẽ sinh ra nóng và một đầu sẽ sinh ra lạnh. Thì ở đây chính là cái hiện tượng nhiệt điện đây nha mọi người. Đây là sự chênh lệch nhiệt độ, nó sẽ sinh ra điện. Và ngược lại, sự dịch chuyển của điện tử nó cũng tạo ra sự thay đổi nhiệt độ. Chính vì vậy cái ông Peltier ông đã làm cái thí nghiệm như sau. Ông đã nấu một mẫu dây đồng với một mẫu dây bismuth với một nguồn điện tạo thành một cái mạch kín như vậy. Và sau đó ông nhận thấy là có một mặt là trở nên nóng này, một mặt kia trở nên lạnh. Ông Peltier này ông dùng dây đồng và dây bismuth mọi người này. Tuy nhiên để cho cái hiệu quả mà một đầu trở nên lạnh và một đầu trở nên nóng mà nó chênh lệch nhiệt độ mà nó cao á, thì sau này người ta phát hiện ra là người ta dùng chất bán dẫn á mọi người. Thì nhiệt độ mà chênh lệch càng xa thì nó sẽ phụ thuộc vào điện áp cấp vào. Và cái chất này người ta sẽ không dùng dây sắt dây đồng như thí nghiệm lúc nãy nữa, mà người ta sẽ dùng chất bán dẫn. Thì người ta sẽ có hai loại, một loại bán dẫn thuộc N và một cái loại P. N là âm còn P là dương nha mọi người. Thì cấu tạo của một cái tấm Peltier như ở bên ngoài thị trường mọi người mua thì nó sẽ như thế này, được chưa? Thì nó sẽ có cấu tạo như thế này. Người ta sẽ có một cái nguồn cấp nguồn dương nha mọi người nè. Thì cái nguồn điện mình cấp vô á, nguồn điện một chiều cấp vô. Nguồn dương thì nó sẽ cấp vào phía bán dẫn N là bên phía bán dẫn âm nè. Và nguồn âm thì nó sẽ cấp vào phía bán dẫn là P, loại P. Và ở đây cái hai cái tấm này, ở đây hai tấm ốp ở bên ngoài của cái tấm Peltier này nè, nó là một tấm gốm và nó phải là dẫn nhiệt tốt nhưng mà nó không dẫn điện, không dẫn điện nha mọi người. Cái áo tấm ở ngoài này nó dẫn nhiệt thì tốt nhưng mà nó không dẫn điện. Và ở đây cái mặt ở trên này nó sẽ lạnh và mặt ở dưới này nó sẽ là nóng. Nếu mà khi mình cấp điện vào thì dòng điện nó sẽ đi đây mọi người này, ở bên nguồn dương này nó đi vô này, đi qua tấm bán dẫn âm, nó sẽ đi qua tấm bán dẫn âm này, đó đi qua P này, đi qua N, nó cứ như thế này đây. Nó đây, dòng điện nó dịch chuyển. Và trong quá trình nó dịch chuyển như thế này thì nó làm bên này nóng và bên này lạnh. Đây là một cái hình ảnh của một cái tấm. Thì mọi người sẽ thấy này, mặt trên là tấm gốm, mặt dưới thì tấm gốm. Thường cái tấm gốm này người ta làm bằng gốm sứ oxit nhôm nha mọi người. Nhớ là cái tấm này dẫn nhiệt thì tốt mà nó không dẫn điện. Bên trong hai cái tấm gốm này mọi người nè, là ở dưới cái tấm này thì người ta sẽ dùng rất là nhiều cái tấm bán dẫn. Người ta kết nối với nhau như thế này nè. Đó. Và bên này rất là nhiều. Và bên này sẽ có một nguồn dương cấp vô đây và nguồn âm cấp vô đây. Ở đây là điện một chiều nha mọi người, nên có nguồn dương, nguồn âm nè. Đó, cấu tạo nó dạng như thế này. Thì khi có dòng điện đi qua các cái bán dẫn này thì nó tự nó tạo ra một đầu sẽ là nóng và một đầu sẽ là lạnh. Đây là cấu tạo của tủ mát mini bar. Thì cấu tạo của tủ mát này để đây mọi người thấy có cái tấm bán dẫn đây, một mặt sẽ là lạnh, một mặt sẽ là nóng. Mặt nóng thì nó sẽ được ốp với cái tấm tản nhiệt và có quạt để thổi tản nhiệt này ra ngoài môi trường.
Còn phía bề mặt lạnh thì người ta đưa vào trong không gian của tủ lạnh. Lúc này nó sẽ nhận nhiệt làm lạnh cho không gian bên trong này. Và ở đây nó sẽ có nguồn DC như mình nói lúc nãy. Nó sẽ cắt nguồn điện đi vô này để cho làm cái tấm bán dẫn này, nó sẽ tạo ra một mặt nóng và một lạnh. Thì trước khi cắt nguồn vào miếng bán dẫn thì ở đây nó sẽ qua một cái tiếp điểm K. Tiếp điểm K này nó sẽ điều khiển bởi bật một cái bo mạch nhỏ. Thì nó sẽ điều khiển để đủ nhiệt độ thì nó sẽ ngắt này, nó sẽ không cấp nguồn vô nữa, không làm việc. Còn nếu mà nhiệt độ mà không đạt thì bắt đầu bật để cho nó tiếp tục nó hoạt động, y như trong tủ lạnh có cái ra la nhiệt độ như vậy thôi mọi người. Thì cái cấu tạo nó hết sức đơn giản như thế này, tương tự như cái bình nước nóng lạnh thì cũng tương tự như vậy. Bên này nó sẽ ốp vào bên phía mà làm lạnh nước lạnh, còn bên này vẫn có quạt để tản nhiệt ra ngoài. Còn bên mặt nóng thì riêng, bên mà tạo nước nóng thì người ta sẽ làm dây điện trở riêng, còn bên mặt lạnh thì y như thế này. Thì thay vì cái này làm mát cho tủ lạnh thì bên kia làm lạnh cho nước thôi, đơn giản y như vậy. Và ở đây chúng ta thấy được cái ưu nhược điểm của cái tủ này là nó như thế này nè. Cái mặt tản nhiệt mặt nóng mà càng tốt thì mặt kia sẽ càng lạnh, nhưng mà nếu mặt tản nhiệt mặt nóng mà nó tản nhiệt không đủ, có nghĩa là nó thoát nhiệt ra không hết được, không làm mát hết được, thì cái miếng bán dẫn nó sẽ bị hỏng do quá nhiệt. Ưu điểm của cái hiệu ứng này là thiết bị làm lạnh hoạt động ổn định và tin cậy, nó không cần sử dụng máy nén ga hay là van tiết lưu vân vân thì nó ít xảy ra những cái ví dụ như hết ga hoặc là tắt và vân vân là không có, đúng không? Và nó không có tiếng ồn, với lại nó cũng thuận tiện trong quá trình ví dụ di chuyển nơi đâu đó không cần có nguồn điện xoay chiều chẳng hạn thì người ta vẫn xài được trong những cái không gian nhỏ vân vân. Và nhược điểm là công suất làm lạnh không có cao và nhiệt độ làm lạnh nó không sâu như trong tủ lạnh nha mọi người, nó chỉ làm mát như vậy thôi, nóng thì cũng có mức độ thôi. Như vậy là mình đã vừa chia sẻ một cái điểm kiến thức nhỏ nhỏ, nếu mọi người thấy hay thì hãy like, share và đăng ký kênh ủng hộ với mình nha. Cảm ơn mọi người.